Và phía trước mặt mình là cầu Mộc Hóa các bạn, bắc ngang sông Vàm Cỏ Tây ở quốc lộ 62. Trên quốc lộ 62 ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An các bạn. Mình sẽ quay phần 4 từ cầu Mộc Hóa này về đến chợ Vĩnh Hưng các bạn, dài khoảng 26 km của phần đi từ Sài Gòn đến cửa khẩu Vinh Bà. Ở đây là Mộc Hóa, khu vực biên giới. Ở đây là cầu Mộc Hóa ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Mình sẽ quay đến chợ Vĩnh Hưng các bạn. Cái đoạn này mình sẽ chạy thẳng vào cửa khẩu quốc tế, chạy vào cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp các bạn. Sau đó mình quanh trở ra mới đi tiếp lại chợ Vĩnh Hưng. Đến ngã ba lớn lớn mình rẽ trái để đi chợ Vĩnh Hưng. Rồi mình sẽ kết thúc video ở chợ Vĩnh Hưng. Nhưng mà mình tới ngã ba đó mình không rẽ liền mà mình đi thẳng một đoạn thêm 2 km nữa để vô trong cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Sau đó mình mới quanh trở ra ngã ba và đi tiếp qua chợ Vĩnh Hưng các bạn. Chợ Vĩnh Hưng ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đoạn đường dài khoảng 26 km của phần đường đi từ Sài Gòn về đến cửa khẩu Vinh Bà ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Tổng chiều dài đoạn đường khoảng hơn 170 km các bạn. Của kênh YouTube Vợ Chồng Vô Ký, các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nha các bạn, ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí, mỗi lượt của đăng ký của các bạn là một nguồn lực động viên đến vợ chồng mình rất lớn, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo. Vợ chồng mình sẽ quay video trên những cung đường của đất nước Việt Nam các bạn, để các bạn cùng cô chú anh chị thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những cung đường mà vợ chồng mình đi qua. Ngoài kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký của hai vợ chồng mình thì vợ chồng mình còn một kênh YouTube nữa là kênh Vợ Chồng Sửa Xe các bạn. Vợ chồng mình thì sống bằng nghề sửa xe hai bánh gắn máy, do đó mình lấy kênh YouTube là Vợ Chồng Sửa Xe. Mình sửa xe hơn 30 năm rồi các bạn, và các bạn có thể qua bên đó đăng ký ủng hộ hai vợ chồng mình tiếp nha các bạn, kênh YouTube Vợ Chồng Sửa Xe. Vợ chồng mình mới quay hơn 3 tháng mà, còn kênh YouTube Du Ký này, Vợ Chồng Du Ký này quay hơn 2 tháng. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ hai kênh của hai vợ chồng mình nha các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn, cô chú anh chị theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Vợ chồng mình đang lang thang trên quốc lộ 62 ở Long An, ra khỏi thị xã Kiến Tường, mình cũng không biết ở đây là ở đâu. Ở đây vẫn còn thị xã Kiến Tường các bạn.
Đây là chợ Bình Hiệp các bạn. Chợ Bình Hiệp ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, trên đường quốc lộ 62. Và mình tiếp tục cuộc hành trình. Tiếp tục cuộc hành trình đi vào cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Ở ngã ba này bạn rẽ phải đi Vĩnh Hưng các bạn. Đi chợ Vĩnh Hưng nhưng mà mình đi vô cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, sau đó mình rẽ trở lại. Mình quanh trở lại. Đây là vô cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nha các bạn. Bình Hiệp để các bạn cùng cô chú anh chị tham quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Mình xem để mình biết nó ở nằm ở chỗ nào. Quốc lộ 62 này cuối cùng nó nằm ở cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nha các bạn. Nó đầu đường quốc lộ 62 nằm ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cuối đường là nằm ở cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đi qua nước bạn Campuchia. Ở đây là khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Đây là điểm cuối cùng của quốc lộ 62 nha các bạn. Bắt đầu từ thành phố Tân An. Đây là cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Khu vực cửa khẩu quốc tế. Khu vực cửa khẩu, ở đây là cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Và mình quanh trở ra. Coi địa chỉ này ở đâu mà. Ở đây là Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An các bạn. Đây là cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thank you.
cái giao lộ ngay chỗ chợ Bình Hiệp các bạn. Mình đã phải tiếp tục cuộc hành trình đi về chợ Vĩnh Hưng, ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đường này là đường tỉnh lộ 831 các bạn. Đây là tỉnh lộ 831. Khu vực này là giáp biên giới cái nước bạn Campuchia nha các bạn. Bên phải mình là nước bạn Campuchia. Bên phải mình cách xa xa 1-2 cây số vậy đó là nước bạn Campuchia các bạn, bên cánh đồng.
gặp lại quý khách. Dính hơn 13 km. Vĩnh Hưng chào mừng quý khách. Qua đa qua khỏi tấm bảng là địa phận của huyện Vĩnh Hưng các bạn, tỉnh Long An. Cầu Rạch
May trên đường tỉnh lộ 831. Cầu Bình Châu trên tỉnh lộ 831 các bạn. Cây bên đường rất là đẹp các bạn.
rọc bóng, con đường rọc bóng hai hàng cây. Bản khu dân cư và mình chạy tốc độ là 50. Tỉnh lộ 831 ở đây rất là to. Kênh cặp con đường nói chung là tỉnh lộ 831 ở Vĩnh Hưng này rất là to bạn, đoạn này chuẩn bị vô trong chợ Vĩnh Hưng. Cổng chào huyện Vĩnh Hưng.
Ở đây mình đi thẳng lên cửa khẩu Vinh Bà các bạn, nhưng mình rẽ vào chợ Vĩnh Hưng. Sau đó mình tiếp tục hành trình. Ở đây là đường rẽ vào chợ Vĩnh Hưng các bạn, và mình xin kết thúc video tại đây.